Xin chào cả nhà. À, ngày mai mình có một cái buổi offline cùng với anh em Hải Phòng, cũng là một cái buổi ngẫu hứng thôi. Nhưng mà chót dại các bạn à, là cái cây sáo của mình thì đã đi cho mượn và khả năng ngày mai ngày kia mới à, quay trở về. Cho nên là bắt buộc là mình phải đập hộp một cây sáo mới AKW 5000 mới ra để sử dụng trong ngày mai. Thì mình chỉ sử dụng một ngày thôi. Và hôm nay mình sẽ đập hộp cái cây sáo này và sau đó là sẽ bán lại cho các bạn theo cái hàng uh, like new. Mình chỉ dùng duy nhất một lần và tất cả những cái chính sách bảo hành uh, và uh, các cái phụ kiện gần như là sẽ mới nguyên. Nên là uh, cái giá hàng mới nó sẽ là 21 triệu. Thì uh, bây giờ mình sẽ đập hộp và sử dụng trong ngày mai và sẽ bán lại nó cho anh em nào mà uh, chốt nhanh nhất. Giá mình sẽ bán là giá 18 triệu tặng kèm một cái túi đựng cho các bạn nhé rồi à, đây là một cái tin vui à, cuối ngày và hy vọng rằng là sẽ có à, những anh em có đủ duyên với cả cái cây à, đang trên tay của mình đây cảm ơn cả nhà nhé